Kính thưa quý vị, ngày hôm ấy người ta cảm thấy vạn vật hân hoan đến lạ thường. Đường về quê mẹ ngang qua Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Ma Gia thấy hoa vô ưu nở rộ đẹp vô cùng, nên đưa tay hái một đóa. Liền khi ấy thái tử ra đời. Người đi trên bảy đóa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất và nói: trên trời dưới đất chỉ có chơn ngã là tối tôn. Phải chăng bảy đóa sen dâng cúng Đức Phật Nhiên Đăng trong tiền kiếp giờ đây trở thành diệu quả nâng gót son thái tử? Tin vui vang động khắp nơi. A Tư Đà là nhà tiên tri đệ nhất đương thời, tuổi ngoài bách niên. Chợt thấy vũ trụ có nhiều chuyển biến kỳ diệu, lại nghe chư thiên ca thán thái tử có 32 tướng của bậc đại nhân, nên muốn đến chiêm bái. Nhưng lòng tiếc nuối cho mạng số của mình, không thể sống thêm đến ngày nghe được đạo giải thoát của bậc chánh giác. Sự kiện đản sanh vô tiền khoáng hậu này như ngọn hải đăng soi sáng mãi ngàn sâu. Kính mời quý vị nghe bài nhạc Bảy Bước Xưng Tôn với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ quý Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng và tất cả quý vị Phật tử. Chúc tất cả có một buổi tối thật an vui.